Mến chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu dạng toán thủy phân este. Và trong video ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu một số bài tập của dạng thủy phân este đơn chức. Vậy thì trước khi làm bài tập của dạng này, cô có một vài lưu ý cho chúng ta. Khi thủy phân este đơn chức, chúng ta quan sát phương trình tổng quát trên màn hình. Este đơn chức thì chúng ta sẽ có là tỷ lệ mol của các chất sẽ bằng nhau, tức là bằng 1:1. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ có cái lưu ý là tỷ lệ mol 1:1. Tức có nghĩa là khi các em tính được số mol của bất kỳ chất nào trong phương trình thì chúng ta có thể suy ra được số mol của những chất còn lại. Thứ hai, để giải nhanh chúng ta sẽ nhớ giá trị phân tử khối của một số gốc hydrocarbon và một số ethanol đơn chức mà thở thường gặp. Ở đây cô giới thiệu, cô ghi công thức bên này và phân tử khối bên này nha. Như vậy, đầu tiên là gốc CH3 có giá trị M lớn là 15. C2H5 có giá trị là 29. C3H7 có giá trị là 43. Ngoài ra cô sẽ giới thiệu một số cái phân tử khối của các este mà chúng ta hay gặp. Ethanol đơn chức mà thở có dạng là CnH2nO2. Được chưa? Vậy thì đầu tiên nè, N lớn bằng 2, cô có C2H4O2. Este này có M lớn là 60U. Tiếp theo C3H6O2 M lớn 74. C4H8O2 M lớn là 88. Rồi, đây là một số ethanol đơn chức và thở mà chúng ta sẽ hay gặp trong cái dạng toán thủy phân este. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bài đầu tiên. Để cho chúng ta làm thủy phân hoàn toàn 8,8 gram este đơn chức, chúng ta gặp dưới từ đơn chức. Mạch thở X với 100ml dung dịch NaOH1m thu được vừa đủ ha, thu được 8,2 gram muối hữu cơ Y và một ancol Z. Đề yêu cầu tìm tên gọi của este. Như vậy đề cho este đơn chức thì cô sẽ gọi este đó có dạng là RCOO R phẩy. Những bài tập đầu tiên này cô sẽ hướng dẫn chi tiết để các em dễ theo dõi và có thể tự thực hành với những bài tập tương tự. Rồi, khi thủy phân để tạo ra muối của mình sẽ là dạng RCOONa và chúng ta nhớ là tỷ lệ 1:1. Vậy từ cái dữ kiện là 100ml NaOH1m, chúng ta sẽ tính được số mol của NaOH. Tính được số mol của NaOH theo công thức CM nhân V. Nhớ giá trị V của chúng ta đổi ra lít nha. Như vậy cô sẽ có giá trị là 0,1 mol. Được chưa? Như vậy có nghĩa là số mol của este cũng là 0,1 và số mol của muối cũng là 0,1 mol luôn. Và chúng ta thấy nè, có mol nè, có khối lượng nè. Các em sẽ đi tìm được phân tử khối của este và phân tử khối của muối. Khi có phân tử khối của muối thì chúng ta sẽ tìm được cái giá trị R này là bao nhiêu. Được chưa? Vậy đầu tiên cô sẽ đi tính cái phân tử khối của muối RCOONa. Cô có khối lượng chia cho số mol 8,2 chia số mol là 0,1 và chỗ này cô ra 82. Vậy mình thấy nè, 82 mà cái nhóm COONa của cô đó là 67 rồi các em. Đây, cô có nè. Phân tử khối 82 tức là mình sẽ lấy nguyên tử khối của từng cái nguyên tố trong này mình cộng lại ha. 67 bằng 82. Như vậy cô suy ra được R của cô có giá trị là 15. R mà là 15 thì cô mới vừa giới thiệu xong gốc của nó là gốc CH3. Rồi, tiếp theo cô tính M lớn của este bằng 8,8 chia 0,1. Vậy đây mình ra 88. Vậy 88 này, 88 este có phân tử khối là 88 thì nó là este no đơn chức có 4C. Vậy từ đây cô sẽ kết luận công thức đây. R của mình là CH3, như vậy cô viết ra nè. COO là nhóm bắt buộc nè. Các em thấy nè, chỗ này 2C mà tổng C mình là 4. Đúng chưa? Tổng C mình là 4, như vậy trừ ra thì cái phần còn lại R phải sẽ là 2C. 2C thì góc tương ứng sẽ là góc C2H5. Este này sẽ có tên gọi là etin acetat. Đáp án mình chọn câu C. Thủy phân este. Ngoài ra
chúng ta có thể nhớ một số cái phân tử khối của các este mà chúng ta hay gặp. Ở đây là cô đang nói là este no đơn một thở nha các em. Như vậy cô sẽ giới thiệu một vài, mình sẽ nên nói một vài chất ha. Đầu tiên là C2H4O2. Cái este mà có cái số N thấp nhất N bằng 1 á. C2H4O2. M lớn của anh này là 60. C3H6O2. M lớn là 74. C4H8O2. M lớn là 88. Đây là một số phân tử khối của các este no đơn chất vạch thở mà chúng ta hay gặp. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài nhé. Câu số 1 đề cho chúng ta thủy phân hoàn toàn 8,8 gram este đơn chất. Này, chúng ta gạch dưới chữ đơn chất. Mạch thở X với 100 ml dung dịch NaOH1m. Rồi, vừa đủ thu được 8,2 gram muối hữu cơ Y và một ancol Z. Đề bài yêu cầu tìm đề bài yêu cầu xác định tên gọi của X. Như vậy chúng ta thấy nè. Este đơn chất X như vậy cô gọi este có dạng là R COO R phẩy. Được chưa? Và ở đây là đơn chất thì tỷ lệ mol là 1:1 đúng không? Như vậy thì cô sẽ có nè. Mol của NaOH ở đây đề cho chúng ta giá trị 100 ml và 1 m. Như vậy từ hai cái dữ kiện này cô sẽ tính được số mol của NaOH là cm nhân v, thì cô sẽ có giá trị là 0,1 mol. Nhớ thể tích đổi ra lít nha các em. Như vậy từ đó dễ dàng cô sẽ suy ra được luôn là số mol este bằng số mol của muối hữu cơ Y. Bằng số mol của muối hữu cơ Y, và cái muối này cô viết công thức của nó là RCOONa nha các em. Như vậy số mol của RCOONa là 8, à xin lỗi là 0,1 mol luôn. Rồi. Như vậy chúng ta thấy nè, có số mol rồi, có khối lượng, như vậy mình sẽ tìm được phân tử khối. Mà khi có phân tử khối thì mình sẽ xác định được cái R phẩy này là cái gì, cái R này là cái gì, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tính cái nào trước đi ha. À, cô sẽ tính cái M lớn của este trước. Như vậy từ đây cô tính M lớn của este như sau. M lớn của este cô lấy khối lượng, M nhỏ chia cho số mol đây. Như vậy cô thay vào cô sẽ có là 8,8 chia 0,1. Vậy đây cô sẽ ra được là 88. Như vậy khi M lớn là 88 thì cô sẽ dự đoán cái este đó sẽ có 4C, C4H8O2. Được chưa? Rồi bây giờ tới cái M lớn của cái RCOONa. Cô cũng tương tự lấy khối lượng chia số mol. Như vậy cô có 8,2 chia số mol là 0,1. Như vậy chỗ này cô có giá trị là 82 dBc. Vậy thì mình thấy nè, R mình chưa biết, COONa là những nguyên tố mình đã biết và nguyên tử khối đúng chưa? Như vậy dễ dàng cô sẽ tính được nè. R cộng cho cái cụm COONa của cô chỗ này là 67. Như vậy R cộng 67 bằng 82. Như vậy đến đây cô sẽ tính được giá trị của cô là R bằng 15. Như vậy R bằng 15 thì cô kết luận, cô suy ra được cái gốc R của cô là CH3. Như vậy các em thấy nè, C gốc axit là CH3. Này, cô sẽ viết chỗ này nha. CH3 COO. Rồi, chúng ta nhìn tổng của mình là 4C, mà ở đây đã có 2C rồi đúng chưa? Như vậy cái R phẩy của mình sẽ còn lại 2C. Như vậy cô viết được chỗ này sẽ là gốc C2H5. Như vậy este này có tên là ethyl acetate. Vậy đáp án của mình là câu C. Rồi, các em cùng quan sát lại bài cô vừa giải. Như vậy sau khi giải bài số 1, mình rút ra một nhận xét là: thứ nhất là tỷ lệ mol bằng nhau. Từ khối lượng và số mol mình thì sẽ tìm được phân tử khối và từ đó mình tìm được công thức. Bây giờ chúng ta tiếp đến bài số 2. Để cho thủy phân 8,8 gram este đơn chất, chúng ta cũng là gạch dưới chữ đơn chất, với 100 ml dung dịch NaOH1m, vừa đủ thu được muối hữu cơ Y và 4,6 gram ancol Z. À, bài này nó không cho khối lượng muối mà nó cho khối lượng ancol. Đề yêu cầu tìm tên gọi của X. Được chưa? Như vậy thì este đơn trước cô cũng sẽ đặt là RCOO R phẩy.
Và số mol NaOH của cô trong bài này cô vẫn tính được theo công thức cũ Cm nhân V là 0,1. Vậy từ đó cô suy ra được số mol của ester bằng số mol của ancol cũng bằng 0,1. Chưa? Vậy cô sẽ bắt đầu đi tính phân tử khối của ancol. Phân tử khối của ancol. Vậy các em thấy là từ cái ST này sẽ tạo ra được cái ancol tương ứng là R'OH. Vậy cô sẽ tính M lớn của cái hợp chất R'OH. Lấy khối lượng chia cho số mol, lấy 4,6 nè, chia 0,1. Vậy chỗ này cô ra được 46 DBC. Vậy các em thấy nè, R'OH bằng 46 thì tức có nghĩa là chỗ này là R nè, phẩy nè, cộng OH là 17 bằng 46. Như vậy các em sẽ tính được cái R phẩy này nó có giá trị là bao nhiêu. À đúng rồi, R phẩy này là 29. R phẩy này là 29. Như vậy 29 thì cô kết luận nó là gốc hydrocarbon có dạng là C2H5. Tức là cái này mình học thuộc lòng hồi nãy cô nói đó. Rồi, tiếp theo chúng ta đi tính M lớn của ester. M lớn của ester lấy khối lượng chia cho số mol các em. Như vậy ở đây cô ra được 88. Như vậy thì 88 các em nhớ hồi nãy là mình ester đơn chất mấy C? À đúng rồi, ester no đơn chất 4C, có dạng là C4H8O2. Như vậy từ đây cô sẽ suy nè, cái R phẩy của cô là C2H5, đúng không? Vậy thì COO là cái bắt buộc nè. Như vậy các em thấy nè, chỗ này đã là 3C rồi. Như vậy thì cái R của mình phải 1C. Như vậy 1C thì sẽ là hero sẽ là 3. Như vậy cô sẽ có là CH3COOC2H5. Và tên gọi của este cũng là, este này cũng là ethyl acetate. Rồi các em cùng quan sát lại bài giải của cô nha. Chúng ta tiếp đến bài số 3. Đề cho là 3,7 gram este no đơn chất mạch thở tác dụng với dung dịch cao H thu được muối và 2,3 gram ancol ethylic. Tìm công thức của este. Vậy thì chúng ta thấy nè, bài này đề không cho chúng ta số mol của 3 giờ. Nhưng bù lại đề cho chúng ta số mol của ancol ethylic. Và chúng ta đoán luôn ở đây là phần thủy phân. Được chưa? Thủy phân ester. Thì chúng ta sẽ tính được số mol của ancol ethylic. Nhưng trước khi tính thì cô hỏi nè, ancol ethylic có công thức là gì nè? À đúng rồi, ancol ethylic có công thức là C2H5OH. Như vậy từ đây cô tính được số mol của C2H5OH. Cô lấy M nhỏ chia M lớn và 2,3 chia cho 4,6. Như vậy ở đây mình sẽ được giá trị là 0,05 mol. Như vậy điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là số mol của este cũng là 0,05, đúng chưa? Như vậy đến đây cô sẽ tính luôn M lớn của este luôn. M lớn của este bằng 3,7 chia cho 0,05. Rồi, ở đây cô sẽ có giá trị là 74. 74 thì chúng ta dự đoán, chúng ta đoán là este no đơn chất này có 3C, 6H và 2O. Được chưa? Vậy thì mình sẽ tìm công thức este. Vậy thì ở đây các em thấy nè, thủy phân ra được ancol ethylic thì cái R phẩy của mình á, cái R phẩy của mình chính là C2H5. Như vậy cô sẽ đoán được cái R phẩy của cô là C2H5. Cái nhóm COO là nhóm bắt buộc nè, tại vì nó là chất este. Như vậy thì chúng ta thấy nè, tổng của mình 3C, đúng chưa? Mà ở đây đã 2 với 1 là 3C là đủ. Vậy như bạn sẽ thắc mắc, ủa vậy ở đây không có C. Nên nhớ axit của mình có một cái axit đặc biệt, đó là cái đầu chỉ không có C, chỉ có hydro thôi, đó chính là axit formic. Như vậy trong trường hợp này este của mình tạo ra từ axit formic, đúng rồi. Như vậy đáp án mình sẽ chọn là câu D. Este này có tên gọi là ethyl formate. Chúng ta cùng quan sát lại bài giải. Bài số 4 đề cho chúng ta như những dự kiện sau đây. X là este no đơn chất. Chúng ta gặp giữa những từ khóa nè, no đơn chất. Có tỷ khối so với metan là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gram este X với dung dịch NaOH dư thì thu được 2,05 gram muối. Tìm công thức cấu tạo của X. Vậy thì trong bài này chúng ta ôm lại công thức tỷ khối hơi. Như vậy tỷ khối hơi của chúng ta D của X
so với metan, metan có công thức là CH4 thì sẽ bằng phân tử khối của X chia cho phân tử khối của metan. Vậy thì đây cô sẽ có giá trị đề cho là 5,5. Phân tử khối của metan là số liệu mình có. Như vậy từ đó mình sẽ tìm được phân tử khối của STX. Như vậy cô thấy thế số vào, cô tương đương ha. M lớn của X chia cho M lớn của phân tử etan là 16 bằng 5,5. Vậy đến đây cô suy ra được M lớn của STX có giá trị là 88 U hoặc là DBC. Vậy thì M lớn là 88, như vậy cô sẽ đoán luôn cái ST của cô là C4H8O2. Đây là công thức phân tử của ST và nhiệm vụ của mình là phải tìm công thức cấu tạo. Vậy các em thấy nè, ST đơn trước khi tham gia phân thủy phân thì cô hay sử dụng công thức kiểu RCOR phẩy và tạo ra muối sẽ có dạng là RCOONa, đúng chưa? Đề bài cho chúng ta là 2,2 gam este. Vậy ở đây cô sẽ tính được số mol của este, tại vì chúng ta biết mol lớn rồi. Được chưa? Vậy cô sẽ có là số mol của este bằng 2,2 là số khối lượng này chia cho mol lớn là 88 nè. Như vậy ở đây cô sẽ có giá trị là 0,025 mol. Được chưa? Như vậy dễ dàng suy ra số mol của muối cũng là 0,025 tại vì tỷ lệ mol là 1:1. Vậy từ đây cô sẽ tính được phân tử khối của muối RCOONa bằng, cô sẽ có là 2,05 chia cho 0,025. Như vậy đây mình sẽ có giá trị là bao nhiêu ha? 2,05 chia 0,025 82. Vậy từ đó cô sẽ suy ra được giá trị R của cô là 15. 15 thì cô kết luận nó là gì đây? CH3. Vậy thì cô kết luận từ đó cô suy ra được công thức của este CH3 COO và cái phần còn lại của mình là bao nhiêu C? À đúng rồi, đó là 2C. Như vậy C2H5. Đáp án mình chọn sẽ là câu câu A. Trong video này thì cô hướng dẫn rất là chi tiết cách làm công thức. Khi các bạn quen rồi thì chúng ta có thể rút ngắn gọn lại ha. Thì chúng ta thi trắc nghiệm mà, chúng ta càng rút ngắn gọn các bước, chúng ta càng viết ít thì thời gian làm một câu sẽ ngắn lại ha. Vậy trước khi làm được cái bước đó thì mình phải có một cái nền tảng vững chắc. Tức có nghĩa là chúng ta phải làm từ từ trước. Khi nào mà quen tay rồi á, quen tay rồi thì chúng ta sẽ làm nhanh, và khi học theo kiểu như vậy thì chúng ta sẽ không có sai. Thủy phân một este đơn chức thu được 9,52 gam muối natri phosphat. À, cô sẽ ghi công thức chỗ này luôn. Natri phosphat có phosphat là HCOO. Rồi, 8,4 gam ancol, tìm công thức của este. Vậy bây giờ câu hỏi nè, trong bài này chúng ta tính được số mol của chất nào? À đúng rồi, chúng ta sẽ tính được số mol của muối natri phosphat. Và từ đó chúng ta sẽ suy ra được số mol của ancol, đúng chưa? Như vậy cô sẽ tính được số mol của HCOONa. Như vậy cách làm của cô các bài này á là từ số mol suy ra được m lớn. À, từ số mol suy ra được m lớn theo cái mối liên hệ là tỷ lệ mol 1:1. Rồi từ m lớn đó chúng ta sẽ tìm được công thức phân tử. Thì những video khác hoặc là các thầy cô khác sẽ có những cái cách trình bày ngắn gọn hơn. Một số thầy cô thấy có thể là lập tỷ lệ rồi từ đó suy ra đáp án. Nhưng mà cô vẫn chọn cách này tại vì nó từ số mol suy ra m lớn thì nó là theo một cái suy nghĩ truyền thống từ lớp 8 lên rồi ha, chúng ta sẽ dễ tiếp nhận hơn. Rồi, như vậy cô sẽ tính được số mol ha. Ở đây chúng ta có là 9,52 chia m lớn của muối natri phosphat là 68. Vậy đến đây chúng ta sẽ có giá trị số mol là 0,14 mol. Cái này cũng chính là số mol của ancol. Vậy từ đó cô tính được m lớn của ancol là dạng r phẩy OH bằng 8,4 chia 0,14.
chúng ta sẽ ra được m lớn là 60. Như vậy chúng ta trừ cái giá trị của góc OH là 17 đi á, thì cái r của mình có giá trị là 43. M là 43. Vậy thì cô kết luận góc r phẩy là 43, như vậy công thức r phẩy là C3H7. Chúng ta sẽ kiểm chứng lại ha. 12 nhân 3 là 36 nè. 36 cộng với 7 là 43 ha. Rồi, như vậy từ đây cô kết luận công thức của este. Để tạo ra muối natri phọt mát thì este đó phải là este của axit phọt mít và gắn với cái r phẩy là C3H7 nữa. Như vậy cô sẽ có là HCOC3H7. Thì mình sẽ chọn tên như thế nào? Ở đây cái C3H7 của mình nó có hai dạng nhánh. Một là mạch mạch không phân nhánh thế này, hoặc là một cái là nó phân nhánh. Thì cái mạch này á, thì mình gọi là isorobin. Isorobin. Còn cái mạch thẳng như thế này á, à, xin lỗi, cái mạch không phân nhánh như này á, thì mình sẽ gọi nó là robin. Được chưa? Vậy thì trong bốn đáp án của đề bài á, ở đây sẽ có đáp án là isorobin là phù hợp. Isorobin phọt mát hoặc là phọt mi ác thì đều được ha. Chúng ta cách gọi mà trong sách thì người ta sẽ không gọi chữ y thế này, nhưng mà ngày trước thì người ta sẽ hay gọi là natri phọt mi ác. Rồi, chúng ta cùng theo dõi lại bài giảng. Câu số 7. Xà phòng hóa 8,8 g etin acetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2 m. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn có khối lượng là bao nhiêu? Vậy thì thật ra bài này là rất là đơn giản, chúng ta thấy là có một phương trình thôi. Vậy thì chúng ta phải xét xem là etin acetat và natri hydroxit chất nào dư. Được chưa? Chúng ta sẽ là lần lượt tính số mol của hai chất ha. Số mol của este. Etin acetat sẽ có công thức là gì đây? CH3 COO C2H5. Như vậy cô đếm đây là este có 4C 8H. Như vậy thì m lớn của este này sẽ có giá trị là 88. Chúng ta làm từ trên xuống rồi, chúng ta hay gặp este này lắm. Vì chỗ này số mol là 0,1 mol. Rồi, số mol của natri hydroxit. Cô có giá trị là CM nhân V, 0,2 nhân với V của cô là 0,2 và giá trị cô ra là 0,04 mol. Vậy khi mà tính giá trị số mol xong á, mình sẽ thấy được luôn. Este của mình là chất sẽ còn dư lại sau phản ứng thủy phân. Được chưa? Ở đây cô có phương trình nè. Cô viết phương trình ra để các em dễ hình dung ha. CH3COOC2H5 cộng cho NaOH. Rồi, sản phẩm mình đó là CH3COONe và C2H5OH. Vậy thì mình thấy nè, este của mình là chất dư, còn NaOH của mình sẽ phản ứng hết. Đúng chưa? Vậy thì mình sẽ thay số mol của NaOH vào là 0,04. Tạo ra muối là 0,04 và ancol là 0,04. Ngoài ra ở đây mình còn nhớ là kèm thêm một chất dư nữa, đó là dư este. Vậy thì đề bài ở đây người ta nói là sau khi phản xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, tức có nghĩa là đun đến khi chỉ còn chất rắn thôi. Vậy thì khi đun thì các em nhớ nè, những hợp chất hữu cơ của mình là những hợp chất dễ bay hơi. Vậy thì khi đun lên thì ancol sẽ bay hơi. Ancol sẽ bay hơi. Este của mình còn dư lại, mặc dù còn dư lại nhưng nó cũng sẽ bay hơi. Vậy thì chất rắn của mình chỉ còn lại gì thôi? Chất rắn của mình chỉ còn lại muối natri acetat. Được chưa? Vậy thì cô sẽ tính khối lượng của chất rắn này như sau. Chúng ta lấy số mol là 0,04 nè, nhân cho m lớn của muối là 82. Vậy thì ở đây cô sẽ có giá trị là 3,28 g. Đáp án mình chọn câu B. Vậy chúng ta lưu ý ha, bài này rất đơn giản nhưng mà hãy cẩn thận.
khi đun những cái hợp chất hữu cơ của mình sẽ dễ bay hơn và chất rắn còn lại chỉ là muối. Câu số 8 đề cho chúng ta là 6 gam hỗn hợp HCOCH3 và CH3COH. Đề bài cho chúng ta một hợp chất là ester, một hợp chất là axit. Phản ứng với dung dịch NaOH, tính khối lượng NaOH cần dùng. Vậy thì cả ester và axit đều phản ứng với NaNaOH. Được chưa? Thì bài này á chỉ có một số liệu thôi. Chúng ta phải giải quyết thế nào? Thế là mình sẽ căn cứ vào tỷ lệ mol. Nhớ nè, khi ester thủy phân trong NaOH thì tỷ lệ mol là 1:1. Được chưa? Khi axit này là axit đơn chức tác dụng với NaOH thì tỷ lệ mol cũng là 1:1. Vậy thì khi hỗn hợp hai chất này tác dụng với NaOH thì tỷ lệ mol cũng là 1:1, đúng chưa? Vậy thì cô sẽ đi tính số mol hỗn hợp của hai chất là bằng là khối lượng chia cho phân tử khối. Tại vì sao? Hai chất này có cùng phân tử khối. Đúng chưa? Đều là C2H4O2. Vậy thì cô sẽ đi tính số mol nè, lấy 6 chia cho m lớn là 60. Rồi cô ra 0,1 dạ, mol. Vậy từ đây cô sẽ suy ra luôn số mol của NaOH cũng là 0,1. Vậy đến đây cô sẽ tính luôn khối lượng của NaOH. Cái này bằng luôn số mol NaOH nha các em. 0,1 nhân cho m lớn là 40. Vậy chỗ này cô sẽ có giá trị là 4 gam. Đáp án câu B. Câu số 9 đề cho chúng ta là 13,2 g ethanol đơn chức tác dụng hết với 100 ml NaOH1m, thu được 12,3 g muối, tìm công thức cấu tạo của X. Vậy bài này nó giống với cái bài đầu tiên của hướng dẫn á các em. Giờ cô sẽ cho thời gian để các em thử sức ha, và cô sẽ nói kết quả sau 5 phút. Các em đã có đáp án chưa nè? Đáp án của câu số 9 đó chính là CH3COOC2H5. Và câu số 10 cũng là câu cuối cùng trong video ngày hôm nay. Chúng ta cùng đọc đề xem câu số 10 cho chúng ta dữ kiện gì và yêu cầu tính cái gì. Đun nóng 0,1 gam, xin lỗi, đun nóng 0,1 mol ester đơn chức với 135 ml dung dịch NaOH1m. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol ethylic và 9,6 gam chất rắn. Tìm công thức cấu tạo của X. Ở đây sản phẩm nó cho mình là thu được ancol ethylic và 9,6 gam chất rắn. Vậy thì ở đây chúng ta cô sẽ nói một chút xíu về cái chất rắn. Trong phần thủy phân ester thì khi đề bài nói cái sản phẩm thu được sau khi cô cạn có chất rắn thì chúng ta sẽ dự đoán là một là muối RCOONa nếu thủy phân trong N trong môi trường với dung dịch natri hydroxit, và chúng ta cũng phải xét xem là cái 3 giờ của chúng ta có thể còn dư hay không. Đúng không? Tức là có thể dư hoặc là cũng có thể không dư. Được chưa? Tức là tùy vào từng bài chúng ta phải xét xem là cái số mol, cái khối lượng này nè. Cái tỷ lệ mol phản ứng có dư hay không. Giờ chúng ta nhìn lại nè. Số mol của ester là đơn 0,1. Đơn chức thì có nghĩa là số mol của NaOH cũng là 0,1. Nhưng ở đây chúng ta thấy nè,
Số mol của NaOH, khi các em tính ra CM nhân V thì nó sẽ có giá trị là 0,135 mol. Như vậy mình dự đoán rõ ràng luôn, cái số này nó lớn hơn 0,1, như vậy rõ ràng là NaOH sẽ dư. Thì trong bài này 9,6 gam này nó sẽ gồm có muối RCONa và NaOH dư. Chưa? Và NaOH dư. Rồi, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề từ từ ha. Ancol ethylic. Từ dữ kiện này thì cô sẽ suy được cái R phẩy của cái este các em. Cái R phẩy của este chính là gốc C2H5. Yeah. Vậy thì nếu cô tìm được cái R này thì cô sẽ giải quyết được bài toán là tìm được công thức cấu tạo của X. Chưa? Vậy thì cô tính nào. Vậy đến đây cô sẽ suy ra luôn. Số mol của NaOH dư bằng 0,135 trừ cho 0,1. Vậy đây cô sẽ ra được là 0,035 mol. Rồi. Chúng ta sẽ giải quyết cái 9,6 gam chất rắn này. Như vậy cô có nè. Khối lượng của RCONa cộng cho khối lượng của NaOH dư, tức là 0,035 nhân 40 thì bằng 9,6. Vậy từ đây cô sẽ tính được khối lượng của RCOONa bằng. Bạn nào có đáp án thì chúng ta ghi vào luôn ha. Như vậy khối lượng của cô sẽ tính được là 8,2. Các em có ra giá trị này không? Vậy đến đây cô tính được M lớn RCOONa 8,2 chia số mol. Số mol ở đâu ra? Số mol từ đây ra, được chưa? Vì là đơn chất cho nên là mol của este sẽ bằng với số mol của những chất còn lại trong phương trình là 0,1. Vậy đến đây cô ra được 82. Vậy ứng với M lớn 82 thì cô sẽ tính ra được cái R của cô có giá trị là 15. 15 thì sẽ là CH3, đúng rồi các em. Vậy thì cô sẽ kết luận công thức là gì? CH3 COO C2H5. Vậy đáp án mình chọn đó là câu D. Hay bị nhảy chữ nha các em, câu D. CH3COC2H5. Phần toán thủy phân este đến đây là kết thúc. Trong video này cô giới thiệu các em một số dạng thủy phân este của este đơn chất. Nếu có thời gian thì cô sẽ giới thiệu thêm một số bài tập và thủy phân este phức tạp hơn thuộc về este đa chất hoặc là sẽ lồng ghép giữa este và axit. Hẹn gặp các em ở các video tiếp theo. Mến chào các em.